Cách đây không lâu, trên sân khấu lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2016 diễn ra tại Hồng Kông đã vinh danh nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất. Fan của nam ca sĩ đã vô cùng tự hào khi nhìn thấy hình ảnh Noo Phước Thịnh trong đoạn clip chia sẻ về giải thưởng được phát trong buổi lễ. Như vậy, sau 4 đại diện toàn là các nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương và Đông Nhi, thì Noo Phước Thịnh chính là nam ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này. Chia sẻ từ Hồng Kông, Noo Phước Thịnh xúc động: "Tôi hạnh phúc và tự hào khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên sân khấu của Mama 2016. Giải thưởng lần này tiếp tục là một động lực để tôi cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, tất cả mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ. Và đặc biệt nhất là một lời cảm ơn chân thành đến fan của tôi. Không có tình cảm và sự yêu thương của các bạn sẽ không thể có thành công của Noo Phước Thịnh ngày hôm nay." Trước đó, Noo Phước Thịnh đã xuất hiện hoành tráng trên thảm đỏ của Mama 2016 cùng hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc. Mặc dù là một ca sĩ Việt Nam, nhưng Noo Phước Thịnh vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và khán giả. Ngay sau khi dự lễ trao giải, Noo Phước Thịnh nhanh chóng trở về Việt Nam ngay chiều ngày mai để tiếp tục với lịch làm việc dày đặc cuối năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!